Còn khoảng một tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024. Thị trường cây cảnh trưng Tết tại thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu sôi nổi. Chạy ngang đường Mai Chí Thọ, Lương Định Của, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh những ngày này, nhiều người bị thu hút bởi sắc vàng của những cây bưởi diễn, những chậu cúc mâm xôi, màu gà đủ màu sắc. Nhiều loại hoa kiểng Tết đặc trưng ở khắp mọi miền trên cả nước đã được vận chuyển đến để sẵn sàng phục vụ cao điểm nhu cầu mua sắm của người dân thành phố. Theo ghi nhận của Vietnamnet, nhiều nhà vườn dọc đường Lương Định Của, thành phố Thủ Đức cũng đang tất bật nhập các loại hoa như cúc mâm xôi, hoa ngũ sắc, quất phục vụ dịp Tết. Mỗi năm thì mình vẫn bán ở cái thời điểm là khoảng sau Noel, chỉ cần là sau ngày 25 là mình đã chuyển qua trưng bày cúc mâm xôi mình bán rồi. Mình sẽ bán cho các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê. Thì các anh chị mỗi năm thì vẫn mua, cho nên là năm nay thì mình cũng bán sớm để anh chị có cây để trưng bày. Nhiều nhà vườn cũng dự đoán giá hoa Tết năm nay sẽ không có nhiều thay đổi so với năm trước. Nó bình ổn giá, chứ không có lên xuống gì hết. Tại năm nay tình hình khó khăn thì giá cả nó cũng bình ổn. Mình đó có mặt hàng mới là có cúc mâm xôi Hàn Quốc. Hy vọng là nó sẽ đắt khách. Nói chung là cũng cầu mong vậy. Để kinh tế khó khăn nhưng mà ai cũng muốn hoa đẹp nên cũng mua về nhà chơi cho đẹp, có sắc xuân cho nó có không khí Tết để mình làm ăn nó phấn khởi hơn. Dọc đường Mai Chí Thọ, thành phố Thủ Đức cũng có gần chục điểm bán bưởi diễn. Mỗi điểm bán có cả trăm chậu bưởi, vàng rực cả một đoạn đường. Năm nay anh đưa khoảng trăm gốc vào đây. Năm nay cái xu hướng của những người chơi thì nó vẫn cứ như mọi năm thôi. Năm nay là cũng giảm bớt đi so với mọi năm một chút. Như năm nay thì mình cũng không dám chắc, bởi vì như mọi năm thì cỡ khoảng tầm cỡ 20 tháng 12 âm lịch là gần như là đã hết. Kinh tế nó cũng rất là khó khăn, nhưng mà về cái vận chuyển rồi mọi thứ, giá cả tiền vận chuyển nó vẫn vậy. Có kể là nó dao động nó tăng thêm một chút, không đáng kể so với mọi năm. Bưởi diễn được trồng nhiều ở nhiều địa phương phía Bắc như Hưng Yên, Phú Thọ, Bắc Giang, Thái Nguyên. Vì quãng đường xa nên các quả bưởi diễn được bọc lại bằng một lớp lưới hoặc một lớp ni lông, quấn băng keo cẩn thận để trái không bị rụng. Cây càng nhiều trái, gốc càng bự thì giá thành càng cao. Giá cả thì như cây to nhất ở của nhà vườn thì nó dao động khoảng từ 35, 40 đến 45 đến 50 triệu. Vào đây thì phải chăm sóc nó khác với ngoài Bắc một chút, tại vì ngoài Bắc bây giờ hiện tại bây giờ là thời tiết là đang rất là lạnh. Đấy, và trong này thì gặp cái thời tiết nắng nóng như này thì cây nó cũng sẽ gặp một số ảnh hưởng. Bonsai dừa hình linh vật được một nhà vườn tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh tích cực chăm sóc để phục vụ dịp Tết Nguyên Đán năm 2024. Tùy vào mẫu mã, kích thước và độ khó khi làm mà mỗi bonsai dừa sẽ có mức giá khác nhau. Những cây dừa bonsai hình linh vật có giá dao động từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng đang hút khách. Bên cạnh linh vật trồng phục vụ Tết 2024, nhà vườn còn thực hiện đủ bộ sưu tập 12 con giáp, cũng như những bộ bonsai mang nhiều hình thù ngộ nghĩnh để khách hàng có thể lựa chọn theo yêu cầu, sở thích. Trong không khí ấm áp của Tết phương Nam, những chậu cây cảnh đẹp lạ thể hiện sự giao thoa văn hóa Tết hai miền Nam Bắc, được kỳ vọng sẽ mang lại một cái Tết ấm no, tươi xanh cho mỗi gia đình. Dù trải qua một năm kinh tế trầm lắng, nhưng các nhà vườn vẫn đang chờ đợi để được chở Tết về khắp nẻo đường.